Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai kế hoạch xây dựng phong trào năm 2023. Đến dự về phía Bộ Công an có Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Về phía lãnh đạo thành phố có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Năm 2022, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, đã củng cố kiện toàn 744 cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo đảm tiêu chí đề ra. Toàn thành phố hiện có 156 mô hình theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, từ cơ sở có tính xã hội cao, được nhân dân đồng thuận tích cực hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, các lực lượng đã phối hợp tổ chức hơn 40.000 lượt tuần tra, qua đó phát hiện, phối hợp, bắt giữ, xử lý 33 vụ trên 62 đối tượng trộm cắp tài sản, 4 vụ trên 5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 179 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cùng nhiều vụ việc về đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, cố ý gây thương tích, ngăn chặn giải tán hơn 790 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận, biểu dương thành tích đã đạt được của các đơn vị địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, đồng thời đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp nghiên cứu, phân tích, đánh giá có biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào trong thời gian đến. Tôi đề nghị các đồng chí bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra trong năm 2023, trong đó tập trung vào những nội dung sau. Thứ nhất là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy tối đa các phương tiện, điều kiện thông tin tuyên truyền hiện có, nhất là các cơ quan báo chí địa phương. Thứ hai là tiếp tục xây dựng thí điểm công an phường Hải Châu 1 về điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, xã Hòa Phong thành xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân rộng mô hình trên các quận huyện còn lại, triển khai sâu rộng mô hình công an cơ sở, tăng ca phục vụ nhân dân. Thứ ba là đề nghị công an thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận ở Tổ quốc thành phố trong tham mưu tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày 19 tháng 8 và Ngày đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân, nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cấp có thẩm quyền tặng bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương.